Xin chào mọi người, thì hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp trùng giống sinh khối cho khách hàng tại khu vực Lâm Hà, Lâm Đồng. Thì số lượng giống mà chúng tôi xuất ngày hôm nay đó là khoảng 1 tấn. Chúng tôi sẽ lựa những cái luống mà có trùng khỏe và mạnh nhất để xuất và cung cấp giống cho khách hàng và hướng dẫn tư vấn cho họ trồng, nuôi trồng cũng như áp dụng cái phân trùng quế sao cho hiệu quả tại cái mô hình của mình. Ứng dụng cái mô hình tiểu mini nông nghiệp tuần hoàn cho cái trang trại của họ. Và tôi sẽ quay cũng như là hướng dẫn cho mọi người cái kỹ thuật xúc giống cũng như là bắt trùng và xúc phân. Và nếu như mọi người có nhu cầu hoặc có bất ngờ thắc mắc muốn hỏi thì xin hãy liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này. Tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho mọi người ha. Nhiều không? Xúc sát tường vô nó nằm trong tường. Thì khi mà chúng ta xúc giống á, chúng ta sẽ xúc ở trên mặt khoảng tầm 10 đến 15 xăng nếu cái luống nuôi nó dày, và khoảng tầm 5 đến 8 xăng nếu luống nuôi nó mỏng. Và trước khi xúc trùng á, xúc giống á, chúng ta sẽ nhử trùng cho nó ăn trước một đêm đi, cho nó lên hết trên mặt, và chúng ta sẽ xúc một nửa và để lại một nửa, chứ không phải xúc hết toàn bộ ha mọi người ha. 2/3 bao thôi, đừng đầy quá nghẹt trùng. Và khi mà đi đường xa thì nếu như có điều kiện thì chúng ta nên sổ giống qua thùng xe, sổ xá ra. Thì tỷ lệ trùng nó sống trong thời gian dài 5-10 tiếng đi vận chuyển nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu gần đi khoảng 1-2-3 tiếng thì chúng ta có thể hở miệng bao, dựng đứng bao hoặc là cột miệng. Và chạy cố gắng sắp xếp chạy nhanh về để xả giống xuống chuồng nuôi. Và sau ngày một ngày thì chúng ta sẽ pha loãng phân và cho nó ăn. Nếu được thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái phân, cái vi sinh vật bản địa vô cái hầm phân để khử mùi và tạo điều kiện cho côn trùng nó lên nó ăn mạnh hơn. Dây 13 em để đâu? Hai anh em phụ cột miệng bao cho nhanh. Ở lát nó cột hay là cột giờ luôn? Cột cho anh chứ anh nói cột này. Về rồi anh có thể có cám là cám gạo á, anh mua khoảng 1-2 kg á, anh trải trên mặt và sau một đêm nó lên nó ăn nó ổn định, tại mình đi đường dài nó bị sốc á, rồi qua ngày mai anh mới cho ăn thì nó sẽ ổn hơn. Pha loãng mà cho ăn từng vệt giống như này, kỹ thuật cho anh biết rồi đúng không? Lâu lâu đói gặp chúng trùng nó lựa nó ăn sạch ra cho đúng nói vậy. Coi che chắn lại đừng cho gà nó vô. Ở bên kia mình xúc được 20 bao không? 13 hả? Xúc khoảng 32 bao là đủ không? Chút lên đây anh Đoàn xúc theo mấy cái đường phân nè, trùng nó nằm dưới mấy cái đường phân nhiều.
kiểm tra mật độ trùng giống nuôi tại Ninh Thuận vào những ngày nắng nóng. Hiện tại Ninh Thuận đang vào mùa khô nên khí hậu nó khắc nghiệt, nên chúng tôi sẽ tiến hành phun sương tạo ẩm cho mát trùng, tạo điều kiện thuận lợi cho trùng nó phát triển, chứ không là trùng nó sẽ bỏ ăn và nó chậm sinh sản thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề nuôi trùng của chúng ta. Thì mà nhu cầu mua trùng, mua phân trùng, mua giống hoặc là những kỹ thuật khác về canh tác tại cải tạo đất, mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, xin hãy liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Trân trọng. Xin chào mọi người, tiếp tục chúng ta cùng nhau đi tham quan cái mô hình nuôi trùng quế tại Ninh Thuận. Và đây là hôm nay chúng tôi sẽ xúc phân, thu hoạch phân để cung cấp cho khách hàng trồng bằng tay tại Ninh Thuận ha. Sau khi xúc phân chúng tôi sẽ tưới phun sương để làm mát không khí cho trùng nó thoải mái và nó sẽ phát triển, và chúng tôi sẽ cho ăn lại. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra thử mật độ trùng ở đây nhiều ít ha. Cái này trùng ăn hết rồi nè, chúng ta móc lên xem thử mật độ này. Đây, trùng rất là dày và nhiều nha mọi người nha. Đấy, trùng này là trùng bố mẹ, khỏe mạnh. Chúng tôi nuôi có hai loại, đó là trùng quế Berianus excavatus và trùng châu Phi Aquilus aquarenia, hay còn gọi là ANC ấy. Chúng ta kiểm tra thử bên này trùng còn không? Cả không? Đây, cũng rất là nhiều trùng nha mọi người nha. Thì trong quá trình xem video, mọi người muốn thắc mắc hỏi tại sao trùng quế lại quan trọng đối với nông nghiệp và môi trường thì xin hãy mạnh dạn liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này. Tôi sẽ giải đáp, cung cấp những thông tin bổ ích để cho mọi người ứng dụng và hiểu hơn về cái vai trò của trùng quế nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kiểm tra mật độ trùng giống nuôi tại Ninh Thuận 2023. Đây, chúng ta đang bật phun sương để làm mát không khí và bề mặt của lúa nuôi ha. Rồi tôi sẽ khều khều bề mặt lên cho mọi người xem thử cái mật độ trùng ở nhiều ít ha.
Đây khá là nhiều nha mọi người. Đây là trùng giống bố mẹ trùng quế nha mọi người. Thì có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc thì mọi người cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp cho mọi người để chúng ta có thể ứng dụng thành công với con trùng quế này trong cái mô hình nông nghiệp bền vững và an toàn của chúng ta. Thì tôi có để số điện thoại của mình phía dưới video, mọi người cứ mạnh dạn kết bạn Zalo đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp và tư vấn thêm, thậm chí cả sách chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người trên khắp cả nước. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.